Chấn thương của Harry Maguire diễn biến phức tạp hơn dự kiến và hiện chưa rõ Man United sẽ mất trung vệ người Anh trong khoảng thời gian bao lâu. Theo huấn luyện viên Solskjaer, ông lại không rõ thời gian cụ thể mà cầu thủ 26 tuổi vắng mặt. Bước sang năm mới 2020, Man United đã trải qua 3 trận đấu mà chưa biết đến mùi chiến thắng. Maguire dính chấn thương hông từ trận hòa không bàn thắng với Wolves vào cuối tuần trước và đã phải bỏ lỡ trận derby Manchester. Hiện trong tay huấn luyện viên Solskjaer chỉ còn hai trung vệ đội 1 là Phil Jones và Victor Lindelof. Nhiều khả năng, ông sẽ phải tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi này bất chấp màn trình diễn thảm họa của họ ở thất bại trước Man City. Thủ môn Hugo Lloris đã đem đến tin vui cho huấn luyện viên Jose Mourinho trong bối cảnh Tottenham tiếp nhận một loạt ca chấn thương. Theo Daily Mail, Lloris đã có thể bắt đầu tập luyện các bài tập nhẹ. Dự kiến thủ môn 33 tuổi sẽ quay lại luyện tập như bình thường cùng toàn đội trong 10 ngày nữa. Muộn nhất là cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, anh sẽ có thể ra sân thi đấu. Ở chuyến làm khách trước Brighton hồi đầu tháng 10 tại Premier League, Lloris dính chấn thương nặng khi khuỷu tay của anh tiếp đất sai tư thế. Các nhân viên y tế thậm chí còn phải dùng bình oxy để giảm đau cho thủ thành người Pháp trong khi anh gào khóc trong đau đớn. Theo The Sun, Ashley Young đã từ chối ký hợp đồng với Man United để ra đi vào cuối mùa theo dạng tự do. Hậu vệ kỳ cựu người Anh nhận được lời mời từ phía Inter Milan. Một trong những lý do khiến Young từ chối ký hợp đồng mới với Man United là tham vọng. Ở tuổi 34, anh nhận ra mình không còn thời gian để cạnh tranh với các danh hiệu. Inter Milan được xem là bến đỗ lý tưởng với anh bởi đội bóng này đang khởi sắc dưới thời huấn luyện viên Antonio Conte. Trong mùa hè năm ngoái, Inter Milan đã chiêu mộ hai cầu thủ của Man United là Alexis Sanchez và Romelu Lukaku. Cả hai đều đã để lại ít nhiều dấu ấn trong đội hình của Conte. Ở trận mở màn U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đã khởi đầu như mơ với trận hủy diệt U23 Bahrain 5-0. Chiến thắng tưng bừng của đội bóng xứ sở chùa vàng in đậm dấu ấn của tài năng trẻ Suphanat Moyanta, người đã lập cú đúp vào lưới U23 Bahrain. Tính ở thời điểm ghi bàn, Suphanat Moyanta mới 17 tuổi 159 ngày, anh đã đi vào lịch sử giải U23 châu Á với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở sân chơi này. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, Suphanat Moyanta cùng với hậu vệ Jassem Jaber của U23 Qatar là hai cầu thủ trẻ nhất đều sinh năm 2002. Đây cũng là hy vọng lớn nhất của U23 Thái Lan ở giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Matias Koza đã có những chia sẻ với truyền thông châu Á trước thềm trận mở màn của U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gặp đối thủ Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ông Park là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nên U23 Việt Nam có sự thống nhất và chuẩn bị tốt cho đội bóng của mình. Mỗi huấn luyện viên đều có sự chuẩn bị đáng ngạc nhiên cho đối thủ. Tôi hiểu là Việt Nam sẽ có đội hình mới, cách chơi mới, nhưng điều quan trọng và tôi đánh giá cao nhất đó chính là tính kỷ luật, tổ chức và tinh thần rất cao ở đội bóng này, ông Skoza nhấn mạnh. U23 Việt Nam và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ gặp nhau trong trận đầu tiên tại bảng D trên sân Trang Arena lúc 17:15 ngày 10 tháng 1. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Park cũng có những chia sẻ khi được hỏi về việc U23 Việt Nam được gọi là ngựa ô tại giải. Tôi nghĩ rằng FIFA gọi chúng tôi như vậy vì những thành công của giải trước, nhưng 16 đội ở đây đều rất mạnh và đội bóng nào cũng là ứng viên vô địch. Nói về trận ra quân gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, huấn luyện viên Park cho biết, chúng tôi cũng biết về các cầu thủ U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trận đầu tiên rất khó và thách thức. Ở ASEAN, chúng tôi đã thua họ bởi loạt luân lưu. Họ vẫn là đội bóng ấy, vẫn là huấn luyện viên ấy và bây giờ chúng tôi lại gặp nhau. Gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở trận đầu, nên tôi với các cầu thủ cảm thấy chút áp lực và phải nỗ lực hết mình trên sân. Đọ sức với Barcelona ở bán kết siêu cúp Tây Ban Nha, trong bối cảnh đội bóng xứ Catalonia có nhiều dấu hiệu bất ổn là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Diego Simeone hạ gục đối thủ. Không chỉ phong độ và sự tự tin, Barcelona còn thiếu vắng thủ thành số 1 Ter Stegen vì chấn thương. Trái ngược với Barca, Atletico Madrid đang có phong độ khá ấn tượng. 4 trận gần nhất, đội quân của Simeone thắng cả 4, bất bại 5 trận kể từ sau trận thua trước chính Barca. Với phong độ tốt và sự tự tin hiện có nhờ chuỗi trận ấn tượng, Atletico Madrid hoàn toàn có thể lần đầu hạ gục một Barcelona có quá nhiều vấn đề nan giải.